Thì năm đó là năm lớp 9. Tất cả các trường thì sẽ có thầy giáo thực tập, cô giáo thực tập sinh vào trường. Năm đó là có một số thầy giáo vô thực tập môn thể dục trường em. Trường của thầy có tổ chức cắm trại. À, cắm trại mới Dạ. xảy ra chuyện phải không? Cái đêm cắm trại nó mới có chuyện. À, câu chuyện đấy như thế nào? Chuyện gì cụ thể đấy cưng? Dạ, chuyện đó là cũng như mọi người đang cắm trại thì mỗi một lớp sẽ có một cái trại riêng để cho mọi người cùng ngủ. Thì tụi em thì một lớp tụi em vô trong đó ở chung với thầy. Thì đêm hôm đó là chỉ đang ngủ bình thường cái thầy ôm em. Thầy ôm em. Dạ. Ủa em, thầy ôm em nhưng mà cái cảm giác em á là thầy ôm em cái kiểu thầy trò bình thường hay là có cái gì đấy bất thường ở trong cái ôm đấy? Em không biết là đối với thầy là thầy ôm em là nó bình thường hay là nó bất thường, nhưng mà đối với em trong lúc đó em hơi bị không có bình thường. Tại vì cảm giác trong người em nó hơi bị nóng người mà khó chịu Khó mà chịu là ôm gần gũi hay là gác tay gác chân kiểu lơi lơi thôi sao hỏi kỹ vậy? dạ không, tại vì cái này nó ảnh hưởng đến cái việc phát triển tâm lý của Long. Có À. thể như là có những cái gác tay gác chân là bình thường nhưng nếu mà ôm chặt hay ôm ghì nó lại khác nha. Cái này là ôm ôm Đó chị, à, có nghĩa là ôm em nghĩ là một người con trai ôm cái thẳng kiểu mà thích thú sẽ không bao mà. giờ tự dưng ôm ghì một người con trai khác như vậy. Cái mức của em với thầy đó là chỉ có ôm nhau. Tại vì trong cái liều đó nhiều người mà, sao mà làm chuyện gì được Ông ý nữa. em là sau đó. À sao đó. Dạ thì sau đó là thầy cũng học xong 3 tháng, thực hành 3 tháng xong thầy không còn gặp tụi em nữa. Thì trong khoảng thời gian cũng 1-2 tuần là cũng còn nhắn tin, mà cái thời đó là nhắn tin bằng bằng điện thoại trắng đen. Chỉ xài bằng điện thoại trắng đen thôi, cho nên là nhắn tin rồi gọi điện xong rồi thầy về quê, thầy ra trường thầy về quê là không liên lạc với nhau nữa. Mức quan hệ của em với thầy là chỉ bằng một cái ôm thôi. Và nó thay đổi suy nghĩ của Long luôn. Khoảng thời gian sau 3-4 tháng của 5 tháng gì đó em mới quen một người. Tụi em quen nhau do một người bạn giới thiệu ở Facebook. Em cũng sợ thử coi như thế nào, thử coi cái cảm giác của mình có thật sự nó như vậy hay không, thì tụi em cũng nhắn tin qua lại được 3-4 tháng hẹn nhau gặp mặt. Không Được biết bao lâu? dạ quen cũng gần 7-8 tháng. Mà em hỏi chị Chi với anh Tuân nha, có bao giờ chị Chi với anh Tuân á bị bắt gặp người yêu mình lăng nhăng chưa? Là ngoài tình với người khác Dạ à? đúng rồi. Chuyện thì chị chưa bao giờ. Anh chưa bao giờ. Anh nói thật là anh không tự hào gì về tất cả những người yêu anh đã từng yêu. Nhưng anh thật sự tự hào vì trước giờ anh toàn yêu người tử tế thôi. Không biết là có lăng nhăng sau lưng mình hay là không, nhưng thật sự là chị cũng chưa bao giờ bắt gặp cái tình Có trạng nghĩa đó. là có thể không, nhưng mà vấn đề là anh chưa bao giờ phải lăn tăn về việc đó. Chuyện tình đầu tiên của em là cũng là một chuyện tình gọi là hơi bị đau. Tụi em quen nhau xong rồi cùng nhau xin một việc làm một chỗ, là hai người cùng làm chung. Thì ngày hôm đó là em đi làm về trễ, còn bạn đó được ốp đợi đó ở nhà. Thường ngày là chúng em làm tới 2 giờ sáng, nhưng mà đêm hôm đó em 12 giờ em xin về sớm. Em cũng không biết tại sao em lại xin về sớm, tại vì em rất là linh tính hay sao. Em vừa về tới nhà thì em gõ cửa. Em mở cửa thì cái người đó mở cửa phòng ra. Đập vô trong mắt em đó là cái cảnh tượng một người khác Ở trong phòng mình đang ở trong phòng em, đang nằm trong cái phòng mà giữa em với người đó. là tại vì cái anh kia tưởng là 2 giờ mới về đúng không? Dạ. Chờ cái gì mình Rồi chưa hết đâu, là còn bận bộ đồ của em trên người nữa. Nằm trên giường em xong rồi em cũng không làm được, em phải bỏ đi. và nhưng người mà lúc đó cảm xúc em như thế nào? người đó có níu kéo em không? Dạ không, người đó không níu kéo Em em. có nói gì không? Em cũng chỉ nhìn rồi em Em đi thôi. buồn Dạ, rồi đi ra. em đi ra ngoài ngoài đường thì người đó còn làm một chuyện hơn như vậy nữa. Thay đồ xong bồ em kêu người đó chở ra đứng trước mặt em hôn nhau một cái rồi đi về. Sao sao mấy người bị cái gì, bị bệnh gì nặng như Ủa vậy? em, nhưng mà lúc hai người quen nhau á, bọn em có mâu thuẫn gì nhiều dẫn đến việc đó không? Hay là vẫn đang hạnh phúc? Dạ lúc tụi em quen nhau là tụi em đang gọi là hạnh phúc. Tại vì tụi em cùng nhau đi làm, rồi ở chung, làm sinh hoạt này mọi thứ là chung hết. Nhưng mà Cho dù cái mâu thuẫn cũng vậy, nó không thích thì đừng nói người ta chia tay rồi quen ngày quen. Cái này là một cái kiểu gì? giờ không, ý của em là ví Mà dụ có kiểu gì mâu là thuẫn thì người kia họ sẽ tìm cách trả đũa Long á, kiểu như làm cho Long phải ghen, phải bực á. Còn nếu không có gì mà như không, cái thế này này là Long đi về vô thì tình bất quá gặp. quá đáng thật. Rồi sao cái bữa đó là mà chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Sau bữa đó Nhưng mà là ở cho chị hỏi là ở trong phòng là phòng của bên em hay là bên của bạn trai em? dạ phòng là phòng của em đứng mướn. À, phòng bên này đúng mướn mà dám dẫn về vậy. Phòng em đứng mướn thì em ở gần khu nhà em và gần cái chỗ em làm trước đó, cho nên là em mới mướn cho đó em ở luôn. Thì người đó ở với em. Sau cái vụ việc đó thì em về em gặp mẹ. Em khóc với mẹ một tăng.
Kể cho mẹ nghe. Dạ. Tại vì trước đó là em đã cho mẹ biết về về cái giới tính của em rồi. Là em cho mẹ biết năm em bao nhiêu tuổi Long ha? Dạ, em cho mẹ biết năm em học lớp 10. Là sao cái lúc mà em có mối quan hệ với thầy giáo. Cũng suy nghĩ thôi, xong rồi em cho mẹ em hay. Cũng kể mẹ nghe luôn. Dạ, nhưng mà em phải lựa một cái ngày đó mẹ em vui, thiệt là vui em mới dám kể. Cái đêm cái chuyện đó là em với mẹ đang ngồi xem phim, thì em không biết là hôm đó mẹ em vui lắm. Nhìn mặt mẹ em coi phim mà mẹ em ngồi cười hoài. Mẹ coi hay coi của chú Hoài Linh đó. Thế mẹ cười thì em lợi dụng lúc đó em nói luôn: "Chị ơi." Tại vì em với mẹ hay xưng nhau bằng chị em á. Em kêu là: "Chị ơi, ví dụ giờ em không thích con gái thì sao?" Cái chị em nhìn em cười. Chị em nhìn em cười, cái chị em nói: "Mày nói gì?" Cái em nói là: "Chị ơi, em không thích con gái, giờ em thích con trai." Cái chị em nói: "Giờ sao không được? Sống sao mà mày cảm thấy mày thoải mái, mà mày đừng đụng tới pháp luật, mày vui vẻ là được rồi. Nhà tao còn anh hai mày mà. Nên là mẹ cho chơi luôn." Cũng thoải mái quá ha. Dạ. Nhà em được cái là gia đình ngoại với lại mẹ em rất là thoải mái, chỉ có bên nội là hơi khó khăn. Kể tới khi nhà mà ba em mất, ba em vẫn chưa biết em rồi. Khi bố em bị bệnh mất hay sao? Dạ, thì gia đình em là di truyền từ đời ông nội em là bị bệnh tim. Ba em với... Em của mình luôn? Dạ. Anh em nhà em ba người đều bị hết. Sau khi mình thi Miss International Queen đó, thì mình đã quyết tâm mình liều lĩnh một queen, mình bỏ được công việc của mình để mình đi. Nhưng tại sao phải bỏ công việc đi thi, là tốn bao nhiêu ngày hay là thời gian hay là kinh tế? Thật sự là mà nói cái vấn đề này thì em cũng không lường trước được luôn. Thật sự không lường trước được. Nhưng mà lúc đầu là nghĩ là đi thi mình rút kinh nghiệm thôi, chứ khi đâu nghĩ là mình vô tốt đâu. Mình hên, mình vô tốt. Cái mình xin cái quản lý nghỉ. Cái lúc mình đi casting mình đã xin quản lý nghỉ rồi, thì quản lý cũng cho nghỉ. Nhưng sau khi mình vô tốt thì mình xin quản lý nghỉ. Thì vô tình ngay cái mùa hè không có, dẫn đến là họ phải cắt giảm nhân lực. À là do là xô thôi chứ không phải là do bạn em nghỉ. Đúng rồi, thì lúc đó khi em có xin quản lý thì quản lý có một câu là: "Hiện tại bây giờ đang cắt giảm nhân lực, nếu em nghỉ thì chị có cách là nghỉ luôn." Thì tiên em thấy gì? Thôi liều rồi. Thì đó, mình nghỉ luôn thì bây giờ mình không có, mình không đậu intern được cũng không sao. Nói chung là tiên em có quan niệm là gì? Mình chấp nhận hy sinh, mình chấp nhận đánh đổi, để mình có thể, mình là chính mình trước đã. Mình cho mọi người biết rằng không chỉ trong gia đình mình là cha mẹ mình hay là chị em mình biết mình là LGBT trong cộng đồng, mà cả xã hội này đều biết mình là LGBT. Ao thoát rồi thì em về quê. Thế là tiên em gửi mọi người nghe nha. Thì lúc đó mình cầm đúng 2 triệu trong tay luôn. Tại vì mọi chi phí của mình, lương của mình đã dồn vào quần áo nè, giày dép nè, rồi mỹ phẩm dưỡng da, rồi chăm sóc da. Mình chỉ còn có 2 triệu đúng thôi. Thì đi mua đồ, tiên em mới tự chạy đi, tiên em mua đồ make up. Tại giờ đó tiên em hút thì không được. Thật sự tiên em bắt buộc em đi mua luôn. Đi mua đồ make up 1 triệu mấy á. Trời đất ơi, tiên em lúc mà gã tính tiêu á, tại vì mình đâu có được nhớ vô cái đồ make up đó giờ đâu. Gã tính tiêu xong á, mình khá phải tâm tính cho em lỡ rồi, biết sao giờ. Mình trả lại cũng cười. Đó, cái mình mua luôn, về cái đêm đó mình tự coi thôi, mình tự mình nên make up cái gì. Thì sáng sao mình make up trước. Đó. Vậy đó là lần đầu tiên trả nhỏ make up luôn mà đi thi, nhưng mà ghê chứ. Mình đến cái mặt mình như là mặt quạt quạ vậy đó. Không, nhưng mà lúc đó là cái nói chung là nhìn ổn không? Ổn. Ổn không? Ổn. Chỉ có tóc là biết làm thôi. Tóc là được. Tóc thì nhờ người ta làm giùm. Cái người ta mới lên. Như là cô gì đó. Đó. Thì nói chung là có một anh đó cũng nói chung là nhiều lời động viên lắm. Nhưng mà có một cái anh đó cũng động viên mình. Có anh đó là người yêu cũ. Người yêu cũ khi mà mình lên trên thành phố Đức Banh á, cái năm 11 là mình không có người yêu nha. Nhưng đến khi mà mình lên thành phố Đức Banh á thì mình có quen một anh. Nhưng mà cái số mình đụng với trái hẳn mà. Mà người ta tỏ tình mình trước. Anh đó nói chung anh đó rất là đàng hoàng, rất là lịch sự. Phải nói là anh đó hầu như là những bạn mà có món chuyện chung với Thiên Nhiên đều với anh đó. Chiều đến đó và rất là thích anh đó luôn. Anh đó ăn đó rất là chuẩn mực, rất là tử tế.
Nhưng mà cái chuyện mà tiên em gặp anh đó đó là cái chuyện lúc mà tiên đánh giả chung, thì anh nói đội bên kia, tiên đội bên này, mà hai đội đối đầu tại chung kết tranh nhất gì nữa. Thì lúc sau khi đánh giả xong rồi cũng nhau đi ăn nhậu luôn. Thì sáng hôm sau về thì anh đóng nhắn tin với mình. Đó, có nhắn tin thì trong vòng 2 tuần lễ thì bắt đầu xác định mối quan hệ, quen qua lại rồi. Nhưng mà quen chưa được 3 tháng nữa, mùa dịch tập tới. Mùa dịch tập tới thì bắt đầu là công việc của anh thì khi họ bị thua lỗ lắm. Mà cái vấn đề đó nó không có bằng một cái vấn đề chính, tức là anh này là người dân gốc Bắc. Thì gia đình anh rất là khó về cái chuyện. Và anh này là con trai cả mà. Quen bạn rất là khó. Cho nên là có những cái như là mình hiểu được tâm lý của anh. Nhưng lúc khi mà anh nói với mình để mà có thể hai đứa chia tay với nhau á, thì cái mọi chuyện nó rất là êm xuôi. Mình vẫn khóc nha, mình vẫn khóc, và anh này quen mình chưa hề nói mẹ, nhưng mẹ vẫn biết. Nhưng mà khi mà mình thi xong, sau cuộc thi đi, mà khi mình out of thì mình có hụt hẫng không? Và lúc đó thì mình đâu có còn tiền nữa đâu, thì mình làm gì, mình xoay sở như thế nào, và mình tiếp theo đó mình làm gì? Thật sự là từ cái sau khi cuộc thi đó thì mình bắt đầu là đâu có còn tiền đâu mọi người, còn có 600.000 thôi trong túi. Mà trong chương trình lại có một bạn bị mất đồ, bị cướp trên đường. Cái mình cũng bắt đầu, mình cũng thương, mình khổ, người ta còn khổ mình nữa. Cái 200 đi. Cái kiểu như là lá là đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi. Chị em mình gặp nhau là cái duyên rồi, đừng nói chứ mượn gì đó. Thì cái lúc mà tiên em out top đi về á, có một số bạn thì ngồi vẫn còn ngồi ở trong đó để các bạn chờ quay học tiếp. Thì tiên em xách hai cái ba lô, bốn ba lô đi về. Tiên em đã chở từ dưới quê lên, rồi tiên em đã chở từ trên này về. Mà tiên nói tiên chạy xe hả? Tiên em đi xe khách? Chạy xe á. Chạy xe lên. Thì có một số bạn muốn khóc luôn. Có một số bạn đó nói là cái lúc mà tiên em đi về á, nhìn nó còn thảm hơn là nước mấy lên nữa. Ủa, từ đây mà chạy xe máy chút An Giang là bao nhiêu tiếng? Máy là tầm 6 tiếng. Nếu như mà về An Giang, nếu mà chạy từ từ á, chạy bình thường á, còn nếu chạy nhanh thì 5 tiếng. Không. Nếu như mà theo mà về tới Định Liên của tiên em đó nha, là chạy xa từ từ là khoảng tầm 6 tiếng rưỡi. Xa hơn Triên, xa hơn em chút. Đúng rồi. Tại vì qua từ bên em qua bển là hết 45 phút 1 tiếng. Đó. Anh tiên mới tự chạy về, rồi trong cuối cùng mấy trăm ngàn cũng mạnh dạng chạy về lắm. Rồi sao về dưới, rồi mẹ có nói gì không? Tiên em mới nói là tiên đi thi thì mẹ không nói gì cả. Mẹ chỉ nói trời đất ơi, chứ được không thi trời. Mẹ, thật sự là mình cũng chẳng biết cái gì là catwalk cả. Cũng không biết cái gì gọi là tạo dáng cả. Nhưng mà những cái bước chân anh ấy hồi nãy rất là nhẹ nhàng nha. Em cũng phải có người chỉ em chứ hả? Đã chỉ luôn. Nãy rất là nhẹ nhàng nha, đi rất là chuyên nghiệp. Tiên em phải nhờ cái nhà, nhờ anh bạn của mình á, cho mượn cái sân thượng Để tập. Cái này phải tập. Hàng ngày khi em đi làm về là tiên chạy ở đó, em tập. Tại vì á, cái tiền mà học phí, ví dụ mình học một khóa cái khóa anh, thật ra nó cũng rất là tốn chi phí. Cho nên là với cái điều kiện mình, như tiên em là tiên em phải tự tìm tòi, đúng không? Thế hỏi là khi về quê rồi thì em tiếp tục cái cuộc sống của em bằng công việc gì để có thu nhập? Em cũng chia sẻ luôn. Thì thật sự là khi mình về quê rồi, tiên em ngồi lại, tiên em mới suy nghĩ. Em rất là buồn. Tại vì mình không phải là mình buồn vì mình bị lỗi. Mình buồn vì mình ngồi ở nhà mà phải nhờ vào mẹ và chị. Lúc đó là do gia đình của tiên em bán oxy. Oxy cho nên là thành ra làm tiên em phụ giúp gia đình luôn. Thật sự cái đó là không phải là cái shop. Nói cái shop thì nói cho sang, thật sự nhà tiên em là cái chòi nhỏ thôi. Cái chòi nhỏ ven đường để khách qua lại người ta mua. Đó thì tiên em ra chòi, tiên em hay like bán. Hoặc là tiên em đăng lên bán. Thì đó thì nói chung bán được bao nhiêu thì chị cho. Thậm chí chị cho luôn cả tiền vốn luôn. Chị nói thôi lấy ăn đi. Thì lúc đó tiên em cái câu mà thôi, chị nói thôi lấy ăn đi. Là lúc mà tiên em mới bắt đầu là suy nghĩ là cái câu mà mẹ tiên em nói cho em. Mẹ không có tiền cho con đi thi. Mẹ không cho con được nhiều. Thành ra con mà lỡ thua thì người ta cũng đừng trách mẹ. Nhưng mà tiên em sao mà trách mẹ được. Đây là quyết định của mình. Cho nên là khi mà tiên em nhớ là cái câu mà mẹ nói,
mà mẹ nói rất là vui thôi, chứ không phải là như Kim nói đâu. Nhưng mà cái câu của mẹ nói khi mà Kim ngồi là Kim suy nghĩ, Kim nó hiểu được. Thật ra thì em khi mà em nghe mẹ nói á, anh nghĩ mẹ có một cái sự tủi thân của một bà mẹ nghèo. Khi mẹ nói cái kiểu là em nghe thì mẹ cố tình nói nó vui để cho em đừng có bị tủi theo. Đúng. Thật ra trong lòng của mẹ rất tủi. Rất là đau á, tại vì mình không có lo được á, mình kiểu mình buồn lắm á. Cái lúc mà tiên em ngồi mà tiên em mai cái áo á, cái lúc mà tiên em ngồi tiên em mai cái áo là mẹ ở trong mẹ khóc. Nhưng mà tiên em có biết không? Cái mà ngồi ra thì tiên em cảm giác như là, ủa mẹ sao kỳ vậy ta? Mình ngồi mai cái áo gì? Lúc đó là chị của mình cũng quay và chị của mình cũng khóc nữa. Nhưng mà chị của mình không có dám nói, sợ mình buồn, mẹ chỉ đôn lúc một không. Thôi kệ ráng đi con. Cái đâu mình hay cái đó, còn không thì thôi về đây với mẹ. Mà cái câu mà về đây với mẹ chẳng khác nào con nói luôn, không còn gì để đi đó. Thật sự giống như cái từ là không còn gì để đi á, thật sự riêng em dính vô trường hợp đó luôn. Không còn tiền trong tay, mình mất việc làm, mình bắt buộc phải về với mẹ. Nhưng mà riêng em kéo ngang không lấy mình lại được. Em nói bỏ đi mẹ ơi, kệ đi, bao nhiêu qua Tết con gái đi làm lại. Thì tiên em sau khi qua Tết là tiên em làm hồ sơ liền, làm hồ sơ liền và tiên em đi thẳng xuống Bến Tre luôn.